sư sẽ chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của các bạn khóa sinh gửi đến cho ban tổ chức và gửi đến quý thầy năm của Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn mình vẫn băn khoăn cái vấn đề gì băn khoăn như vậy,
là nếu mà tôi không mua người ta đâu có giết. Nếu theo lập luận của quý vị đó, cái chén cơm mà chúng ta phải ăn, nếu như chúng ta không ăn, chúng ta không mua, nếu chúng ta không mua, người nông dân không trồng trọt. Nếu người nông dân trồng trọt, họ phải làm một việc: thứ nhất, cày bừa; thứ hai, bảo vệ thực vật. Thưa xin thưa quý vị, khi người nông dân cày bừa, người nông dân có biết được là có những con này con kia ở dưới đất không? Biết. Biết tại sao không làm? Không làm sao trồng? Rõ ràng. Như vậy có phải là chúng ta đã gián tiếp thúc đẩy người nông dân trồng trọt hay không? Rồi khi người nông dân trồng trọt, họ phải bảo vệ thực vật. Danh từ hoa mỹ về bảo vệ thực vật nói trắng ra là mình giết sâu bọ. Họ cố ý họ giết rõ ràng, mua những loại thuốc độc để giết hại những con vật ăn cây nào của họ. Bởi vì nếu như mà mình cứ để mặc ăn thì làm sao họ thu hoạch được, họ bán cho mình để mình ăn. Cho nên có phải là bởi vì cái nhu cầu ăn uống của mình mà người nông dân mới phải trồng trọt và bảo vệ thực vật hay không? Xin không phải. Người nông dân trồng ra để họ bán, họ nuôi thân của họ. Còn cái gì mua về, cái gì ăn, hay là cái gì mua về, cái gì mất, không biết giá nữa. Rõ ràng. Cái gì mua về làm cái gì không cần biết, chỉ cần cái gì mua về đưa tiền cho họ là được rồi. Bởi vì họ bán cái sản phẩm đó vì mục đích họ mưu sinh, chứ không cao thượng cái mức độ mà bán cái gì ăn đâu. Bán họ mưu sinh để họ nuôi sống gia đình. Người đồ tể cũng vậy, họ khi họ giết, họ đâu có kêu gọi là tôi giết cho anh A, giết cho anh B, mà họ làm cái nghề đó để họ mưu sinh. Họ xem cái việc sát hại sinh vật khác để họ mưu sinh. Thậm chí những người mà gọi là mình thi hành án hồi xưa mà chặt đầu phạm nhân, thì họ cũng mưu sinh bằng cái việc họ giết hại chúng sanh khác. Thì như vậy, giáo lý nhà Phật rất là rõ ràng: nghiệp nào ra nghiệp đó, ai làm nấy hưởng, không có chuyện người ta làm mà hưởng ké. Trừ phi mình thấy người ta làm ác mà mình thích thú với cái ác của người ta, thì đó được gọi là cộng nghiệp. Còn rõ ràng mình không thích thú thì mắc mớ gì cộng nghiệp với người ta. Đúng không? Từ nông dân cho đến anh đồ tể, về bản chất họ chỉ là những người kiếm kế sanh nhai. Cách thức khác nhau, mục đích chỉ có một là họ nuôi sống bản thân và gia đình của họ. Cho nên nghiệp nào có nghiệp đó, họ làm nghiệp của họ, họ có nghiệp của họ. Mình làm nghiệp của mình có nghiệp của mình. Đừng có lẫn lộn hai nghiệp với nhau. Chứ còn nếu mà nói dính dáng, mình gián tiếp ăn kiếm cơm, gián tiếp làm cho người nông dân bảo vệ thực vật thì không gì ăn cơm nữa. Rồi quý vị còn nhắc còn một chuyện như vậy: thuốc mà chúng ta đang dùng, quý vị đi bệnh viện chúng ta uống thuốc, cái nền y học phát triển được là nhờ đâu? Nhờ vô số những cái khám phá y học. Những khám phá y học đó có được từ đâu? Từ vô số những cuộc thí nghiệm. Ai là người phải chịu những thí nghiệm đó để có được những phát minh khoa học? Vô số những con chuột bạch, vô số những con khỉ, vô số những con thỏ, và thậm chí vô số những con người chấp nhận nguy hiểm tính mạng để thử thuốc để chúng ta có được những cái phát minh khoa học như vậy. Và nếu chúng ta nói nếu tôi không uống thuốc, nếu tôi không khám bệnh, thì họ sẽ không có động lực để họ làm cái gì đó. Quý vị có lý luận được như vậy hay không? Và xin thấy hình như không có ai từ chối chuyện đi khám bệnh, từ chối chuyện uống thuốc. Cho nên đạo Phật rất rõ ràng trong vấn đề nhân quả: nghiệp ai làm nấy chịu, cơm ai ăn nấy no, không có chuyện người ta
làm mà mình chịu nghiệp, không có gì đó. Và để tránh cái chuyện mà chịu nghiệp gián tiếp, Đức Phật còn dạy như thế này: nếu như mình biết người ta làm cái ác nghiệp đó để lợi ích cho mình thì mình không được nhận. Ví dụ như mình biết người ta cố tình trộm cắp tài sản để đem cái tài sản đó cho mình, mặc dù mình thiếu nhưng mình không được nhận. Mình biết người ta cố tình lừa đảo để người ta giúp đỡ mình biết thì mình không được nhận. Mình biết người ta cố tình giết hại con vật nào đó để cho mình biết thì mình cũng không được nhận. Đó là đúng như tinh thần tâm mình. Chú gì nói tâm mình dùng là tôi chỉ khi nào không nghe, không thấy, không biết. Đúng chứ không phải sai. Nhưng mà mình hiểu như vậy hiểu nhiều lắm, hiểu rộng ra hơn. Bất kể người ta làm cái gì đó, nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối cũng được, là tất cả cái nghiệp bất thiện nhằm mục đích có lợi cho mình thì mình không được hưởng cái lợi đó. Đó là để mình tránh cộng nghiệp với người ta. Rồi, xin hết. Rõ ràng là tuổi
Bây giờ mình nói là cứ đẻ đẻ được nhiều á, mà tại sao đấy? Tại sao vẫn có những ông vua là không có con? Rõ ràng mình phải như thế nào đó để mình hưởng được cái phước mà cái chuyện hợp tuổi đem lại. Mình như thế nào đó để mình hưởng cái phước cho cái tướng tốt đem lại. Mình sống bất thiện thì cho dù hai vợ chồng hợp tuổi nhau tướng tốt, mình vẫn không thể hưởng được cái phước của cái chuyện đó đem lại, của cái tốt, của cái tướng đem lại cho mình đâu. Còn nếu như mà mình khác tuổi á, thưa, nếu như mà quý vị sống thiện, quý vị sống tốt, quý vị hữu phước, vợ chồng thương yêu nhau, đừng cọc nhau, cái phước sẽ nâng đỡ quý vị. Và chỉ có thể nâng đỡ khiến quý vị không phải chịu những cái bất hạnh như cái tuổi, như cái phước nó đem lại. Lẽ ra nó có mà nó không có. Xin lấy ví dụ thời tiết ngày hôm nay đối với sinh rất là, đối với quý vị sẽ thấy những mặt hoa, mọi người đều chịu cái lạnh như nhau, nhưng có người sướng hơn người khác. Ví dụ như cùng chạy xe ở ngoài đường, cùng có di chuyển ở ngoài đường, có người họ phải chạy bằng xe hai bánh, họ mặc áo rất ấm nhưng rõ ràng họ lạnh hơn rất nhiều so với những người ngồi trong ô tô, tại ô tô có thể phóng sĩ đó ra. Tại sao có người phải chạy hai bánh, có người phải chạy ô tô? Có phải là cái phước của họ cùng thời tiết lạnh với nhau? Nhưng nếu thì có phước thì làm cái gì không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi cái điều kiện bên ngoài. Còn nếu như chúng ta không có phước thì cho dù là nắng ấm chúng ta vẫn khổ. Rõ ràng là như vậy. Cho nên đạo Phật không bài xích cái chuyện mà xem bói xem tướng, bởi vì thời Đức Phật khi ngày mới sanh ra thì vẫn có những vị Bà La Môn đến xem tướng cho ngài, đúng không? Nhưng mà Đức Phật coi trọng hơn cái chuyện mà chúng ta ăn ở như thế nào, vợ chồng hợp tuổi khác tuổi không quan trọng, quan trọng là hai người ăn ở như thế nào, có biết yêu thương nhau hay không, có biết nhường nhịn nhau hay không, có biết cư xử với nhau phải đạo hay không, đó mới là cái quan trọng. Nói rộng ra hơn, điều quan trọng ở đời không phải có gì cần phải coi ngày giờ có hợp hay không hợp, tốt hay xấu, chỗ này phong thủy như thế nào. Cái quan trọng là quý vị sống ra làm sao. Quý vị sống tốt, ngay cả vùng đất cằn cỗi nó cũng sẽ nở hoa cho quý vị. Quý vị sống tốt, dầu cho thiên tai hỏa hoạn, dầu cho ngày hôm đó là một ngày xấu, thì với một người sống tốt, ngày hôm đó với họ vẫn là ngày tốt lành. Sư không tùy tiện sư nói ra mà nó nằm ở trong tâm chi bộ kinh của Đức Phật nói. Ngày nào, buổi sáng nào mà chúng ta sống bằng tâm thiện, nói lời thiện, làm việc thiện, buổi sáng đó chính là buổi sáng tốt lành. Buổi chiều nào mà chúng ta sống bằng tâm thiện, nói lời thiện, làm việc thiện, thì buổi chiều đó là buổi chiều tốt lành. Buổi tối nào mà chúng ta sống bằng tâm thiện, nói lời thiện, làm việc thiện, buổi tối hôm đó là một ngày tốt lành, buổi tối tốt lành. Cho nên coi thì coi sao không cản, nhưng mà nhớ mình sống bất thiện thì cho dù ngày hôm đó là ngày tốt, dù cái đất đó là đất tốt, dù cho cái người đó là người tốt hợp tuổi, thì mình cũng không thể hưởng được cái tốt mà nó mang lại do mình sống bất thiện. Đó mới là cái quan trọng mà Phật giáo nhấn mạnh. Nhớ như vậy thì gì an ổn. Nhớ như vậy thì khi mà coi tuổi với nhau, thấy hai người xung khắc thì cũng không có buồn, bởi vì mình biết quan trọng hai đứa về ăn ở với nhau làm sao để đem lại hạnh phúc. Đó mới là cái tốt. Chúng con xin chia quý thầy, thầy sẽ mời câu hỏi tiếp theo.
ơn Trần Thầy. Con xin hỏi câu hỏi sau. Vừa nãy Thầy có bảo là chúng ta sẽ dùng phước để chúng ta có thể là làm và tích làm và phát triển nó lên, thì con xin kính bạch Thầy, Thầy có thể giải cho con là có những loại phước nào và cách tạo phước mà chúng ta là có thể làm cách gì để chúng ta có thể tạo phước ấy. Quý vị, nếu như có giấy viết thì quý vị nên ghi như thế này. Chúng ta có 10 cái nguyên nhân sẽ tạo nên phước, 10 điểm sẽ sanh phước. Thứ nhất là bố thí. 10 nguyên nhân sanh phước. Thứ nhất là bố thí. Thứ hai là diễn giới. Thứ ba là hành thiền. Thứ tư là cung kính. Thứ năm là phục vụ. Thứ sáu là tùy hỷ. Thứ bảy là hồi hướng. Thứ tám là nghe pháp. Thứ chín là thuyết pháp. Thứ mười là sửa sang duy kiến cơ, hoặc có thể nghĩ là khó tránh kiến, nó là phước. Đổi từ tà kiến sang tránh kiến, nó là phước. Thì như vậy chúng ta có được 10 cái việc làm mà chúng ta có thể tạo nên phước. Và trong 10 việc đó tùy coi mình mạnh về việc nào, mình thích làm việc nào, những việc làm việc đó. Thì khi mà quý vị làm như vậy á, nó có những cái mà quý vị nên lưu ý như thế này nè. Thứ nhất là cái tâm trạng mình làm á, mình làm việc đó bằng cái niềm hoan hỷ, như là mình làm cái chuyện thờ hứng. Thì nếu mà mình làm bằng cái niềm hoan hỷ á, vui đó, làm cái vui vẻ á, thì sẽ có phước hơn là mình làm cái chuyện thờ hứng. Có nghĩa là tiện thì làm, cho vậy thôi chứ mình cũng chả như vậy. Ví dụ như người ta gọi tiền mình, người ta gọi tiền mình, mình nghĩ là thôi mình bố thí cho ta, nó cũng có phước. Nhưng mà mình cho theo cái kiểu là mình thờ hững thì phước ít, còn mình cho mình vui vẻ, tôi cười, tôi cho mong cho anh được cái tài sản, anh được vui, cái phước nó khác. Cái thứ hai là cái chuyện mình làm á, 10 cái việc thiện mình làm là chúng ta tự phát hay là chúng ta phải có người họ tác động, có điều kiện khác tác động. Thì khi mà mình làm tự phát á, tự phát thì phước nó sẽ nhiều hơn là mình bị tác động. Có là chủ động cũng sẽ tốt hơn là chủ động. Và bên cạnh đó nữa, khi mình làm như vậy á, là mình tự mình làm và xem coi mình có hưởng ai làm hay không. Nếu như mà mình rủ người khác làm thì cái phước mình sẽ nhân lên rất nhiều lần. Ví dụ như là mình phục vụ, mình phục vụ ngày hôm nay quý vị quét sân, thì khi một mình quét sân cái phước nó khác. Còn khi mà mình rủ thêm người khác cùng quét sân nữa, nhưng mà nhớ rủ để người khác cùng có phước, chứ không phải là mình rủ để mình khỏe, đủ để mà mình đỡ mệt thì nó khác. Cái mục đích nó cũng là cái chuyện mà mình sanh ra phước ha. Rồi cái nữa là khi mình làm những cái chuyện phước như vậy, mình có trí tuệ đi kèm hay không,
Có nghĩa là mình làm cái đó vì mục đích gì thì nó quan trọng nha. Ví dụ như mình quét cái sân chùa tại vì nó là chùa của mình, phước nó khác. Mình quét sân chùa bởi vì mình phụng sự Tam Bảo, mình thấy người khách khứa tới lui mà cái chùa nó dơ quá, mình quét để người ta không có dơ chất cái chùa, phước nó khác. Rồi mình quét chùa để mình mong nhờ con quét về, mong cho về nhà thì mai mốt con làm ăn của bác phát tài. Còn quét cái chùa này thì con mong làm sao cho mai mốt con xinh đẹp. Hoặc là cứ mình rút nảy chuối chùa ấy, như là mình gọi là mình thương lượng với Phật, rút nảy chuối mình nói mong cho con được phát tài, mong cho đạo bình an mua ma tắt đắt, mong cho con xinh đẹp, mong cho con được sinh thiên, mốt con sinh gì có trời. Nói thẳng ra cái đó là việc thiện chứ phải là bất thiện. Cái việc gì cũng được thì có phước rồi, nhưng mà cái mục đích nó rất quan trọng. Cái mục đích mà mình để mình cầu cho mình á, cầu cho sắc đẹp, cầu sức khỏe, cầu gia đạo bình an, cầu mua ma tắt đắt, cầu sanh về cõi trời, cái nó còn thấp. Muốn cao hơn nữa thì mình làm phước có mục đích, chứ sẽ không phải là mình làm phước mà mình tính toán gì tính toán khác. Làm phước có mục đích, mục đích gì? Con phục vụ, con bố thí nhằm mục đích giải thoát sanh tử. Mục đích của làm những việc này là để giải thoát sanh tử. Mục đích làm những việc này là hướng đến quả vị giải thoát. Thậm chí nhiều người cũng làm những việc này nhằm mục đích hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là mình làm việc thiện, rõ ràng mình tạo phước 10 cái việc đó mình làm, nhưng mà mình làm có mục đích, không phải là mình làm không có mục đích. Tệ nhất là những người làm phước không có mục đích. Ví dụ như tiện tay mình làm, thấy qua đường đó mình cái dài gò mặt lẻ không biết bỏ đâu, mình thấy có người xin ăn mình bỏ đại, không mục đích, chẳng qua tiện tay làm, không có suy nghĩ gì hết, không nghĩ về nhân, không nghĩ về quả, không nghĩ về kết quả gì hết, tiện tay thì làm, không có trí tuệ đi kèm. Thì cái phước có hay không có nhưng nó rất là nhỏ ấy. Nhỏ người không cần phải kể tới chi. Rồi như vậy đó, thì cái việc mà mình nó còn có một cái ảnh hưởng đến cái chuyện là mình 10 cái việc đó thì làm nó phước nhiều đấy, là cái kết quả nó đem lại, kết quả đem lại, kết quả nhiều thì mình sẽ được nhiều phước, kết quả ít thì mình ít phước. Ví dụ như mình thấy một người bệnh, mình vô bệnh viện mình thấy một người bệnh mà mình bố thí thì miễn phí cho họ, cái phước nó sẽ khác. Còn mình thấy một người bị bệnh mình vô chẩm mình cho họ cái bông, coi ủng hộ tinh thần gì đó, xong rồi mình về cái phước nó khác. Tại khi người bệnh đó họ cái họ cần nhất là họ khám miễn phí cho họ, cái gì mà họ nghèo đó họ cần miễn phí thì đúng thật. Còn mình tới họ mình khen tặng họ quyển sách, tặng họ bài thơ thì xin nói thiệt là nhiều lúc lẽ họ đạp mình ra cửa ấy, không giúp nữa. Cái giúp của mình nó rất là hạn chế, thẳng ra như vậy, cái giúp mình rất là hạn chế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện là phước mình nhiều đấy. Chứ không nói cái chuyện mà mình tặng người ta không xài được bao nhiêu thì không có phước. Không phải có phước, phước gì tất tùy thuộc giờ lúc đó mình đã có nhu cầu hay không. Ví dụ như trời nóng chết người ta gì đói gì khác, mình cho người ta cái bánh nhiều phước hơn mình cho người ta cái mệt. Rõ ràng khi trời lạnh như vậy, người ta lạnh đêm lạnh người ta tái mặt tái xanh hết trơn, mình cho người ta cái mệt thì nhiều phước hơn là mình cho người ta một cái nước, đúng không? Nó khác nhau tùy theo cái gì, cái hiệu quả mình đem lại đó nó nhiều hay ít. Rồi cái nữa nó quyết định là cái gì.
chuyện chúng ta tạo phước nhiều nhất nè, cái đối tượng mà mình hướng tới là ai, cái đối tượng đó có đức hay không có đức. Ví dụ như cũng cái bánh mà mình cho một cái người mà họ không giữ giới, phước nó sẽ ít hơn cái việc cũng cái bánh đó mình cho một người giữ năm giới. Tại vì cái người giữ năm giới được xem là người có đức hơn là người không giữ giới. Cho nên nó tùy thuộc vào cái đối tượng nữa. Đối tượng có đức thì mình làm 10 cái việc thiện đó, mình làm cái họ đó, thì mình sẽ có nhiều phước hơn. Phải nói là cái chuyện này mình kể cả ngày thì kể không hết chuyện đúng không quý vị? Có nhiều cái tác động lắm. Rồi còn cái nữa là cái chuyện mình làm những cái việc 10 cái việc thiện đó, nó tác dụng lâu dài hay là tác dụng nhất thời. Ví dụ như mình cũng gì mình có 100 triệu mà mình xây một cái căn nhà, xây căn nhà cho một cái người nghèo, một cái gia đình nghèo, ba mẹ con, thì phước nó sẽ không cần mình dùng 100 triệu đó mình xây cái cầu. Tại sao? Nó khác cái chỗ này. Một căn nhà có ba mẹ con ở thôi, nó chỉ có ba người sử dụng, chưa nó có phước, có phước. Nhưng mà một cái cầu vô số người xài, vô số người đi qua, trong vô số người đó có người có đức, có người không có đức, đủ hết, đủ thành phần hết, thì rõ ràng cũng số tiền đó, nhưng mà cái tác dụng nó lâu dài hơn thì có phước nhiều hơn. Cho nên nó sẽ có rất nhiều những cái nguyên nhân, rất nhiều những cái sẽ ảnh hưởng đến chuyện là 10 cái nhân sanh phước đó mình làm nó đem lại kết quả nhiều nhất. Và sư khuyến khích quý vị xem 10 cái đó chúng ta mạnh về cái nào thì chúng ta tập trung nhiều về cái đó, chúng ta yếu về cái nào chúng ta khắc phục cái đó. Rồi, họ được yên được có lành, ta nói thì nó không thể xảy ra.
Nếu như một người vì cái chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vì những việc đó họ phải chịu đau khổ đời sau sinh ra đi địa ngục nhà quỷ súc sanh, ta nói điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu như có một người vì giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà người đó phải chịu đau khổ vì cái chuyện đó, mà người đó phải chịu đau khổ sau khi tái sanh qua đời sau kiếp khác, ta nói chuyện đó không thể xảy ra. Nếu như một người giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà người đó vì cái chuyện đó, người đó tái sanh về cõi lành, ta nói chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là mình tin về nhân quả. Tin nhân quả là cái điểm số này. Tôi nhớ hồi xưa khi mà sư coi cái phim mà tới đi Bồ Tát, thì sư nhớ mỗi một câu: thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Có nghĩa là sao? Quý vị thấy thậm chí một anh trộm á, anh trộm được đồ, chuyện gì không bao giờ là anh trộm thành công, cái món đồ đó là nhờ cái phước cũ của anh, nhờ cái việc thiện cũ của anh, nó trổ quả, anh mới trộm thành công. Còn nếu anh không có việc thiện hỗ trợ, anh trộm thất bại, phạm chết bị bắt. Một người lừa đảo, lật lọng, lưu lẹo, làm ăn phi pháp, được giàu, quý vị phải hiểu cái chuyện giàu đó nhờ cái phước cũ của họ, nó còn nâng đỡ họ nhờ họ đã làm cái việc thiện trong quá khứ, cho nên họ mới được giàu. Cho tới chừng nào cái phước thiện đó nó còn hiện lực thì họ vẫn còn giàu. Nhưng khi mà cái phước nó hết, họ sẽ bắt đầu chịu cái quả báo cho cái việc bất thiện họ đã làm. Cho nên mình thấy nhiều người họ giàu đi, mặc dù họ làm họ sống bất thiện họ cũng giàu. Nhưng mà quý vị nhớ, khi họ hết cái sự bảo hộ của cái nghiệp thiện rồi, họ sẽ phải chịu bất thiện. Còn nếu như một người họ sống bất thiện, họ sống rất tốt, họ thương người khác, họ biết bố thí, họ biết tham nhẫn, họ biết từ bi, nhưng mà họ phải chịu khổ, đó là do họ đang phải chịu cái quả báo do cái nghiệp bất thiện mà họ đã tạo ở quá khứ. Nhưng mà sau khi hết hạn của cái quả báo đó rồi, họ sẽ hưởng được cái quả ngọt của cái nghiệp thiện mà làm. Hiểu không? Tin như vậy là chúng ta tin nhân quả. Tin như vậy thì mình không có trách trời, trách đất, không trách ai, xem mình. Như vậy là tránh kiếp. Cái thứ hai là tin rằng vạn vật ở đời không thể tránh khỏi ba cái nguyên luật là vô thường, khổ và vô ngã. Tin như vậy là tránh kiếp. Có nghĩa là sao? Hồi nãy xin nói rồi, tin là mọi thứ ở đời luôn có hạn sử dụng, xài hết, hết hạn thì mất. Thân này do duyên mà có rồi phải mất. Và chính bởi vì nó thay đổi luôn luôn như vậy, nó luôn có hạn sử dụng, cho nên nó sẽ đem lại đau khổ sớm hay muộn mà thôi. Và chính vì vậy, chính vì sự lắp ráp của cái tấm thân này, chính vì sự mong manh của tấm thân này, chính vì sự đau khổ của bạn hữu ở đời, cho nên không đáng để xem đó là tôi, là của tôi. Hiểu được như vậy là có tránh kiến. Đơn giản này. Còn mà nói về tà kiến á, bây giờ không có thời gian thì sư chỉ nói chi phần thôi. Và sư nghe là sư nói xong cái này là chắc cô khỏi đặt vé máy bay về cho sư luôn. Tà kiến nói mà rộng là có 62 tà kiến được miêu tả trong kinh Phạm Võng của Trường Bộ. Ai rảnh thì đọc, mà sư báo trước là đọc cái bể đầu á. Không phải sư trường của gì, nhưng mà nó nội dung nó khó gặm, khó nhai.
Xin là sư chỉ gom gọn nó lại trong hai loại kiến. Thứ nhất là thường kiến và thứ hai là đoạn kiến. Chị nghe thường nha, thường kiến và đoạn kiến nó là hai cái đại kiến. Thường kiến nó có ba. Nói này sư cô cũng chết. Thứ nhất là tin một cái đấng thần linh nào đó có quyền ban phước giáng họa. Chúng ta phải hiểu chúng ta là người làm chủ nhân của nghiệp, chúng ta là người chịu trách nhiệm cho những việc chúng ta đã làm. Không ai ban phước giáng họa cho mình được hết. Nếu như người nào đó, một cái thế lực nào đó họ hại được mình, họ hại mình mà họ hại thành công á, đó là do cái nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ mình làm tới bây giờ mình chịu cái quả báo của nó thôi, chứ họ không thể nào họ dám họa cho mình, họ ban phước cho mình. Nếu nhà đó giúp đỡ mình giúp thành công á, là do cái nghiệp thiện quá khứ của mình, nó có cái chỗ quả. Cái thứ hai là tin là có một cái tôi vĩnh cửu, có một cái linh hồn thường hằng bất biến, thì nó là thường kiến. Rồi thứ ba là tin về một cái cảnh giới tái sanh, một cái cảnh giới giải thoát rốt ráo vĩnh viễn, xa rồi bát cái đạo. Có nghĩa là tôi tu theo một cái pháp môn nước sâu nước lạnh gì đó mà tôi sẽ được sanh về một cái cõi coi như là không còn già bệnh chết, và tôi sẽ chắc chắn là vĩnh viễn sống hoài đó, không bao giờ chết, và tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi đó. Mà sư nói lại là mình tu theo cái kiểu sâu nước lạnh chứ không có tu theo cái kiểu mà bác ấy đạt, không tu theo ba bài thống trợ mà mình nghĩ mình tu theo cái kiểu nước lạnh sau đó mà mình được sanh về niết bàn chấm dứt khổ đau thì nó là tà kiến. Ví dụ như nhiều người nói là về với Chúa thì con về với Chúa là con như là con sung sướng, thế là nó ôm ơn kiếm đám đông cũng được, nó nghĩ nó như vậy nó sẽ được hạnh phúc, thì đó là tà kiến. Nó là ba thứ bản ba thứ thường kiến. Để đoạn kiến có ba. Thứ nhất là vô nhân kiến. Vô nhân kiến. Vô nhân kiến là sao? Chúng ta nghĩ là mọi thứ ở đời ngẫu nhiên mà có, ngẫu nhiên, không gây nhân quả, không có sự can thiệp của nhân duyên, mà do ngẫu nhiên mà có. Cái chuyện mà có người, có đàn ông, đàn bà, có già, có trẻ thì hết sức ngẫu nhiên. Rồi chuyện người giàu, người nghèo, chuyện người giỏi, người dở, chuyện người mạnh, người yếu là do ngẫu nhiên, thì nó là đoạn kiến. Bởi vì chúng ta nói mọi việc đều do nhân duyên, có nhân thì nó sẽ có quả, chứ không có gì là ngẫu nhiên hết. Cái thứ hai là vô hành kiến. Vô hành kiến là sao? Là mình cho rằng thiện ác là như nhau, nó không đem lại báo áo. Chẳng qua người ta thích thì người ta gọi là thiện, mình không thích thì mình gọi là ác. Cái chuyện giữ giới nó không quan trọng, nó không cần thiết. Tại vì mình có giữ giới cũng vậy, mà mình phá giới cũng vậy, giữ giới là chắc đó. Thì như vậy là vô hành kiến, là mình không tin nhân quả. Sở dĩ mà có chuyện đó là bởi vì như vậy nè, có người họ thấy là có những người đó họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, họ cũng sống sung sướng như bình thường, và thậm chí có người có thành công còn thấy họ chết vào sát thiên đó. Rồi những người mà sống thiện, sống tốt với bố thí, với tham nhẫn, với từ tâm, họ sống rất là khổ, thậm chí chết rồi thì một thì họ cho là cái chuyện thiện ác không có thiện, chẳng qua người ta thích, người ta ghét, người ta tự người ta bài ra thôi. Thì Đức Phật gọi nó là vô hành kiến, là do mình không tin nhân quả, vô hành kiến. Hồi nãy tôi nói sao? Thì
thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tin báo. Và cuối cùng là vô hữu kiến, có nghĩa là cái gì mà tôi không thấy, không chứng minh được thì cái đó không có. Vô hữu kiến, cái gì tôi không thấy, không chứng minh được thì cái đó không có. Xin lấy ví dụ, nhiều người họ không tin có cõi trời, không tin có địa ngục, không tin có sự tồn tại của các bậc thánh nhân. Và tại vì họ nói là tôi không thấy và tôi không cách nào tôi chứng minh được họ tồn tại. Nhưng mà như thế này, xin ví dụ, tất cả chúng ta ở đây có lẽ là chưa ai tới Ai Cập đúng không? Không ai tới Ai Cập. Như vậy Ai Cập không có thiệt. Ta thấy cái hình ảnh sách báo rồi phim này nọ là toàn bộ Photoshop, toàn bộ hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh hết, do người ta tự nghĩ ra, người ta tự chế ra, rồi người ta có một cái này gọi Ai Cập. Nhưng Ai Cập không có thiệt, tại vì tôi chưa tới đó bao giờ hết. Một người như vậy theo nghĩ là không minh, không minh, thấy chưa? Thì nhưng mà cái chuyện Ai Cập là nó là chuyện đơn giản, có người nói là cái cõi trời tôi chưa thấy bao giờ, tôi chưa tới bao giờ, thì tất cả các cái diễn tả về cõi trời, tất cả cái ghi chép về cõi trời nó là bị đặt. Xin e là nó phải coi lại, nó cũng y chang như là mình chưa Ai Cập vậy. Rồi trong số cái gì, chúng ta muốn thấy được vi khuẩn thì chúng ta phải có gì, có cái điểm vi. Chứ cái lúc nhiều khi cũng coi không thấy được vi khuẩn hết, phải có cái điểm vi chứ mắt thường làm sao thấy. Mà như vậy thì xin hỏi gì, vi khuẩn có thiệt không? Có thiệt, nhưng mà muốn thấy được nó mình phải có công cụ đặc biệt để mình thấy. Những cái hàng quốc mà các mặt chư thiên ngạ quỷ, những chúng sanh ở địa ngục cũng như vậy, muốn thấy phải có những công cụ đặc biệt. Công cụ đó là gì? Nó là thần thông. Thần thông có ba thứ có thể có được thần thông. Thứ nhất, do tiền định cũng gì có được thần thông. Thứ hai, do tiền nghiệp quá khứ cũng gì có được thần thông. Ví dụ như chư thiên của trời sanh ra họ đã từng tu thiền, họ vẫn bay tới đây nguyên thường. Thứ ba là họ xài bùa chú, họ có được thần thông. Nhiều người luyện hay lắm, luyện mà mình cách xa nửa dọc cái đất họ biết mình đang làm cái gì, nhưng mà họ luyện bùa thì họ cũng có được thần thông. Tóm lại, muốn thấy được những cái mà mình mắt thường không thể thấy, mình phải có được những cái công cụ đặc biệt. Mà nếu mình chỉ dựa vào cái cặp mắt thường của mình, hai cục thịt này mà mình nói là cái gì tôi không thấy, tôi không chứng minh được thì nó không có thiệt, thì nó là vô hữu kiến và đoạn kiến. Đó, nói ngắn gọn thì tà kiến là như vậy và chánh kiến là như vậy. Và cái tác hại của tà kiến là như thế nào? Ví dụ như quý vị sát sanh, trộm cắp, tà dâm, quý vị uống rượu, quý vị đi xuống địa ngục, cái chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà quý vị kèm theo cái tà kiến, ví dụ như mình nghĩ là làm này không sao, hên xui, xui xuống rồi thì còn hên nhảy lên thì được. Thì khi mà mình kèm cái tà kiến đó thì mình sẽ phải chịu cái nghiệp nặng hơn gấp nhiều lần. Xin lấy ví dụ, một cái nghiệp lẽ ra mình chỉ phải đọa làm súc vật thôi, là súc sanh thôi, nhưng mà do mình có tà kiến mình phải đi xuống địa ngục. Mình không thể so sánh cái khổ địa ngục nó nhiều hơn cái khổ súc sanh bao nhiêu lần, tại vì nó quá lớn. Cái tà kiến nó có tác hại nặng nề như vậy. Và cái chánh kiến nó có một cái lợi, nó cũng rất là dữ dội, đó là bởi vì khi quý vị có chánh kiến nó giúp chúng ta đi lên. Quý vị có biết là cái chân con rùa mù, cái con rùa mù mà chui vô cây nổi á, cái xác suất mà mình chui mình sanh về cõi người cõi trời rất là hiếm.
Nhưng mà mỗi một lần cái gì có chánh kiến, mỗi một lần cái gì nghĩ đến chuyện giải thoát, mỗi một lần cái gì nghĩ đến chuyện tu hành, mỗi một lần như vậy, mỗi một lần chúng ta trồi rồi thì cơ hội mà chúng con rùi mù quá đó, trồi đầu lên nhiều lần nó sẽ cơ hội nó chu vào bọn cây nổi, nó sẽ dễ hơn cái người lâu lâu nó trồi lên lại. Cũng vậy, khi quý vị có chánh kiến thì nhờ chánh kiến của quý vị thì cái cơ hội, thậm chí cái dụng từ cơ hội cũng chưa chính xác nữa, nhưng mà chỉ là một cách dùng thôi. Cái cơ hội mà chúng ta gặp được chánh pháp, gặp được thiền thánh, gặp được những người bạn lành cao hơn những người tà kiến, cũng bố thí như nhau. Một người bố thí mà tà kiến, tại sao không ra vẫn giàu? Một người bố thí có chánh kiến, tại sao không ra vẫn giàu? Hai cái giàu này không khác nhau, quý vị nhớ hai cái giàu này không khác nhau. Nhưng mà người có chánh kiến họ sẽ có cơ hội, họ gặp được những cái người có trí tuệ để chỉ họ cái cách nào họ phát triển tài sản, cách nào họ tiếp tục họ gieo cái nhân giàu cái đời sống khác. Còn người tà kiến đời sau sinh ra có tiền có hưởng thưởng hết thôi, không gặp được những bậc thiện tri thức. Đó là tác dụng của chánh kiến và tác hại của tà kiến. Và bây giờ chắc có lẽ là cũng 11 giờ rồi nhé, thì xin hết.